Dậy đi chứ. Hello hello, aloha. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel của gia đình Ari. Tụi mình đang trên đường đi ra sân bay. Gia đình mình sẽ có một chuyến du lịch nho nhỏ, đó chính là Hawaii. Khoảng 10 ngày và mình khá là lo lắng vì đây là chuyến du lịch đầu tiên và cũng là chuyến bay đầu tiên của Ari. Mình đã dự trữ khá là nhiều thứ để hy vọng rằng Ari có thể handle được và không khóc, không làm phiền người khác ở trên máy bay. Mọi người cùng theo dõi xem Ari như thế nào nha. We're gonna come back in 10 days, I think. Yeah, 10 days. I'm not sure though, to be honest. À, trước tiên dành cho những ai muốn du lịch đến Hawaii thì bắt buộc mọi người phải làm thủ tục online trước. Ai đã có thẻ tiêm vaccine đầy đủ thì phải up lên trên trang web của họ, hoặc chưa tiêm thì cũng phải test Covid trong vòng 72 giờ. Mình sẽ để đường link ngay đây để mọi người có thể thấy dễ dàng hơn nha. Rồi mọi người chỉ việc đăng ký qua email và nhập mã code cũng không khó lắm đâu. Sau đó mọi người có thể upload lên cái thẻ vaccine hoặc là cái Covid test của mọi người. Trước ngày bay tầm 2 đến 3 ngày thì mình nhận được một email tên là Travel. Họ sẽ gửi cho mình một cái mã QR code. Sau khi hoàn tất thủ tục và ký gửi hành lý xong xuôi, nhận được vé máy bay thì mình đi đến một quầy gần đó, show cho họ cái ID và QR code của mình. Người ta sẽ kiểm tra thông tin và đeo cho bạn một cái vòng dây màu xanh. Có vòng dây quyền lực này rồi thì mọi người không cần phải lo lắng về việc cách ly nữa. Và khi mình đi tới sân bay thì cũng chỉ việc đi thẳng chứ họ không check bất kỳ cái gì nữa. Xong xuôi rồi, let's go! Giờ mình sẽ bỏ đi xếp hàng vào máy bay nha, Ari. Để với bà, ố. Để với bà vô máy bay nha. Hey. Let's go. Let's go to... Let's go. You're gonna hang on to that. Let's go, Emily. Go, Emily. Hi. Emily. Hi. And does she have a mask? Her mask needs to be on. Because she's over 2 years old. Yeah, she's over 2 years yeah, old. Yeah, so she needs a mask. Okay. Yeah. Yes, 20, right? 22. Yes. Are we E and D? Yes. Đây là chuyến bay đầu tiên của Ari cho nên mình chuẩn bị khá nhiều thứ kỹ lưỡng. Chiều đầu tiên là mình mua những món đồ chơi mà Ari chưa bao giờ thấy. Đây là những món đồ chơi mới để tập trung sự chú ý của con. Vì tai của Ari khá là nhạy cảm, chỉ còn tiếng ồn là con sẽ giật mình và khóc. Và trước đó mình đã canh giờ không cho Ari bú sữa, để khi máy bay vừa bay lên thì mình sẽ cho con bú, lúc đó con cũng đang thèm sữa thì tai của con sẽ không bị ù và đau. Và đúng như kế hoạch của mình, con không khóc cũng không la mà chỉ bú tí xíu là con ngủ mất tiêu. Mình rất sợ là Ari sẽ khóc và làm phiền người khác cho nên may mắn quá trời luôn. Không biết con có ngủ được không chứ ba nó thì lúc nào cũng ngủ mất tiêu. Bay đi Hawaii thì tầm 5 đến 6 tiếng. Họ chỉ phát cho đồ ăn nhẹ nên mọi người tranh thủ ăn trước khi đi lên máy bay nha. Ngủ được 1 tiếng là Ari dậy rồi. Chiều tiếp theo là mình quay sẵn những đoạn video trên YouTube trong iPad cho Ari. Không liên quan nhưng mà đây là bánh hồng do mẹ mình làm. Bánh này chỉ có ở quê mình thôi, ngon xuất sắc. Coi chán rồi thì lại tiếp tục lôi đồ chơi ra chơi thôi. Còn đây là Risto, Risto là con của chị ba mình. Ari và Risto sinh chỉ có cách nhau 2 ngày thôi, nên mọi sinh hoạt và tất cả mọi thứ biểu hiện hai đứa đều giống y chang nhau. Đặc biệt hai đứa này rất là thích gây lộn và giành đồ với nhau, tí xíu nữa là cắn lộn đó. Đó, thấy chưa? Sau một hồi bay gần 6 tiếng thì tụi mình sắp tới nơi rồi mọi người ơi. Nhìn trên cao mình cũng đã có thể thấy được vùng biển xanh, các
trắng trong nắng, có em và có anh. Ý, có Airy nữa. If connecting to another Hawaii destination, you'll need a QR code for both airports. If needed, you can complete the safe travels profile online at travel.hawaii.gov. Lúc này máy bay đang cất cánh xuống và Airy khá là sợ. Mình cũng muốn cho con bú để không bị đau tai và ù tai, nhưng mà lúc này Airy lại không muốn bú sữa nữa. Airy thì lại bỏ ti rồi, cho nên không còn cách nào là tụi mình phải ôm Airy lại. Nhưng mà Airy cũng giỏi lắm mọi người ơi, chỉ sợ tí xíu và hoang mang tí xíu thôi, chứ Airy không hề khóc và la quấy gì hết. Vừa tới sân bay thì tụi mình cứ đi theo lối ra đã hướng dẫn sẵn thôi. Hình như theo mình để ý thì những ai đeo vòng dây xanh thì sẽ đi ra lối riêng, còn những ai mà chưa đeo thì có thể đi theo lối khác để làm thủ tục. Tội nghiệp Amberly lúc này đã khá là mệt rồi. Bây giờ tụi mình chỉ việc đi lấy hành lý là xong rồi. Let's go, be careful. As many guys as you want.